Xin chào các bạn. Thì ở trong cái quá trình các bài tập về bên cơ ứng dụng hay là bên sức bền vật liệu á, chúng ta phải tính toán cái lực cắt QI và moment ứng mới. Trong quá trình tính toán á, nhiều khi chúng ta không biết được kết quả là đúng hay sai. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn hỗ trợ dùng cái phần mềm là MD Solid để chúng ta kiểm tra cái kết quả tính toán về cái lực cắt rồi moment ứng và vẽ biểu đồ nhé các bạn. Thì ở đây chúng ta thấy này, đây chính là cái bài toán mà chúng ta tính bằng tay, và như vậy là gì ạ? Chúng ta kiểm tra bằng phần mềm thì cho ra kết quả như thế này, hoàn toàn chính xác cái bài toán của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra các trường hợp về cái vẽ biểu đồ và tính lực cắt nhé các bạn. Giả sử chúng ta có cái bài tập như thế này, là đây là cái ngàm của dầm công sôn ở cái điểm A đây này, và cái lực tập trung P ở tại điểm B. Rồi từ cái đoạn CD đây là lực phân bố đều và có cái moment là M, moment ứng M như thế này. Rồi các giá trị là P thì của nó bằng 200 kN, còn cái Q thì nó bằng 50 kN, và cái M thì bằng 100 kN/m. Thì các bạn nhớ chú ý này, xin lỗi các bạn, đây phải là chữ K, đây là phải K thường nhé các bạn. Rồi là gì ạ? Là cái độ dài của dầm chúng ta là dài 3 m. Như vậy là sau khi mà chúng ta tính bằng tay ấy, thì nó sẽ cho ra kết quả như thế này. Đây là cái biểu đồ của lực cắt và đây là biểu đồ của moment ứng mới. Bây giờ chúng ta kiểm tra nhé các bạn, dùng phần mềm để chúng ta kiểm tra ha. Thì đây chính là cái biểu tượng của phần mềm MD Solid 4.0. Thì các bạn double click vào đây ha, chờ một chút cho máy nó chạy, sau đó là chúng ta chọn cái option. Ở đây nó có 12 cái option, 12 cái module á. Thì cái bài của chúng ta nó thuộc về cái module là Determinate. Đây các bạn chọn vào đây, nhập định vào đây. Thì cái của chúng mình là của chúng ta đây chính là cái dầm công sôn dạng này, thì chúng ta nhập vào đây. Cái chiều dài hồi nãy cái bài tập của chúng ta là 3 m, thì ta nhập vào đây 3 và đơn vị của nó là mét, thì nhập 3 m, sau đó là enter. Thì đây là chính là cái dầm của chúng ta mà hôm nay chúng ta sẽ làm. Đấy cái bài toán của chúng ta này, bài toán của chúng ta tức là gì, dầm 3 m và cái lực tập trung P thì nó bằng 200 kN và cách điểm A là 1 m. Thì chúng ta chọn cái lực tập trung đây, lực tập trung hướng xuống đây, và chiều dài của nó cách là 1 m ha, 1 m, và độ lớn của nó là, tôi kéo sang đây cho dễ nha, độ lớn của nó là 200 kN. Thì chúng ta nhập vào đây là 200 và ta chọn đơn vị của nó là kN ha. Đây là cái tọa độ trục X nha, Load Location là cái vị trí của lực á. Còn Load Parameter thì đây chính là gì ạ? Cái độ lớn của lực, hai đơn vị của nó là kN, sau đó là Enter. Như vậy là gì ạ? Chúng ta có cái lực tập trung PI thì nó cũng sẽ vẽ biểu đồ như thế này. Tiếp theo là đến cái lực phân bố đều, cái đoạn là từ 2 m đến 3 m, và cái giá trị của lực là 50. Thì chúng ta chọn vào cái đoạn lực thứ hai của ta này, từ C đến D, cái độ dài của nó là từ 2 m đến 3 m nha, và cái giá trị của lực tập trung là 50 kN. Ta chọn đây cái lực tập trung phân bố đều hướng xuống là cái độ dài đoạn này là 2 m bắt đầu và kết thúc là 3 m, và của nó giá trị của nó là 50, đúng không, giá trị của nó là 50 kN trên mét, thì ta nhập là 50, đơn vị của nó là kN trên mét, sau đó là ta enter. Như vậy là gì, ở đây chúng ta thấy này, là cái lực này âm thì nó nằm ở phía dưới, nhưng mà đối với cái ta học ở bên cái trên cái bài lý thuyết thì các thầy nói là gì ạ? Trong trường hợp cái biểu đồ moment của chúng ta gặp phải hướng xu hướng là hướng các lực, như vậy cái lực tập trung mà nó đi xuống như thế này thì moment nó phải hướng ngược chiều lên như thế này. Đó, bây giờ chúng ta kiểm tra nha, kiểm tra cái bài của chúng ta này. Sau khi ta sử dụng cái phần mềm MD Solid thì nó sẽ cho ta cái biểu đồ của lực cắt này. Rồi đây là biểu đồ của moment. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra xem cái chúng ta tính toán bằng tay xem sao nha. Đây thì như vậy là chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Hoàn toàn chính xác so với cái quá trình chúng ta tính toán bằng tay. Như vậy là gì ạ? Là cái bài toán này là chúng ta hoàn toàn chính xác ha, chúng ta tính đúng. Các bạn nhớ nha, thì tùy theo từng trường, nhưng mà đối với trường của chúng ta thì là tính gì ạ? Cái biểu đồ moment nó phải hướng lực như thế này thì nó mới đúng nha các bạn. Trong trường hợp thứ hai về ngàm, đó là ngàm của chúng ta là ở bên phải nha các bạn. Giả sử như cái ngàm của chúng ta đây là 5 m đi. Đây, ở ngàm của chúng ta là có 5 m đi, ở đầu đây đây này.
nó có một cái lực phân bố không đều. Giả sử như tôi cho nó là nằm trong vòng khoảng 4 mét từ đầu phía bên này lại ha, thì ta làm cái lực phân bố không đều là đi lực của chúng ta là hướng lên nha, ví dụ hướng lên thì vị trí của nó là từ cái đầu này là từ 0 cho tới 4 mét ha, và cái lực bắt đầu là từ 0 và lực kết thúc giả sử như tôi cho nó là 10, đơn vị của nó là kN trên mét nha. Đây, trong trường hợp này ví dụ như là lực ban đầu vào 0, lực này là 4 10 kN trên mét này. Và mà cho một cái ví dụ như ở đây có một cái lực tập trung P và một cái moment. Đây tôi cho giả sử như lực tập trung của tôi, lực tập trung hướng xuống nằm ở cái vị trí là 0 và đơn vị là mét của nó giả sử như 500 kN đi ha. kN. Đây trường hợp như thế này thì chúng ta có cái phương trình lực cắt QI. Bây giờ giả sử tôi thêm một cái thành phần moment nữa nha các bạn. Ví dụ giả sử như đây có cái moment ở cái vị trí là 0 đây và đơn vị của nó là 50 kN nhân với mét chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Đây thì chúng ta sẽ có cái biểu đồ này. Trong trường hợp nếu như bây giờ là gì ạ? Cái lực của chúng ta mà nó đi ngược lên thì cái moment nó sẽ nằm ở phần phía trên nha. Đây các bạn thấy này, moment nó sẽ nằm ở phần phía trên như thế này. Thì rõ ràng là gì ạ? Khi mà chúng ta sử dụng cái phần mềm để xác định nha các cái lực cắt QI và cái moment uốn mở X thì nó sẽ thực hiện một cách rất là dễ dàng. Sau đây chúng ta sẽ làm thêm một cái trường hợp về cái gối cầu nhé các bạn. Giả sử cái bài toán về gối cầu của chúng ta, cái dầm của chúng ta dài là như vậy là 3 mét. Ở đây có hai cái gối ở cách cái điểm C là 1 mét này và cái điểm gối ở phía cuối có cái lực phân bố đều cái đoạn từ A đến lực P này là 10 kN trên mét và cái đoạn AC là lực phân bố không đều, cái lực lớn nhất của nó là Q bằng 10 kN trên mét và cái moment chống uốn là moment uốn như là M của chúng ta bằng 2 kN nhân với mét và một cái lực hướng lên là P bằng 4 kN. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem khi họ tính toán cái biểu đồ moment và lực cắt QI như thế này là chính xác hay chưa nha. Mời các bạn. Cái bài của mình nó sẽ là rơi vào cái module này đây nha. Rồi sau đó chúng ta lựa chọn, chúng ta kiểm tra xem cái bắt đầu này, cái chiều dài dầm của chúng ta khai báo là 3 mét nha. Ta chọn dầm này và chúng ta khai báo ở đây là ba đơn vị của nó là mét ha, đơn vị là 3 mét và cái gối đầu tiên của nó cách cái điểm đầu vào là 1 mét và cách cái điểm cuối là 3 mét ha, 3 mét. Rồi như vậy cái dầm của chúng ta để tôi kéo vào đây nha. Đây cái dầm của chúng ta đã xác định được hai cái gối đây. Bây giờ chúng ta cho cái lực phân bố, thứ nhất là ở đây chúng ta cho cái lực hướng xuống này. Hướng xuống và phân bố không đều từ 0 mà cho tới 1 mét và lực cắt lớn nhất của nó là lực lớn nhất của nó bắt đầu từ 0 cho tới là 10. Đơn vị của nó là kN nhân mét ha, đơn vị nó là kN trên mét. Đây chúng ta có cái lực ban đầu và cái thứ hai cái lực phân bố đều từ cái đoạn 1 mét cho tới 2 mét nha. 1 mét cho tới 2 mét này và lực cắt cũng là 10 kN trên mét. Đã ta chọn được hướng xuống. Đây, đơn vị của nó là từ cái điểm 1 này mà 1 mét cho tới 2 mét nha. Đây 1 mét cho tới 2 mét ha. 2 mét đơn vị là mét và cái giá trị của nó là 10 kN trên mét. Đây chúng ta cho cái lực phân bố đều như thế này. Và còn một cái nữa là cái lực tập trung hướng lên tại cái điểm là cách 2 mét bằng 4 kN ha. Ta chọn lực tập trung hướng lên. Đây. Đơn vị của nó là cách cái khoảng này là ở đây chúng ta coi là 2 mét đúng không? Cách cái này là 2 mét. Cách 2 mét và hướng lên 4 kN nha. Cách này là 2 mét và 4 đơn vị là kN. Đây chúng ta chọn kN. Rồi như vậy chúng ta có lực đi lên đây và một cái moment uốn là M bằng 2 kN ở vị trí là 3 mét. Đây chúng ta chọn cái moment như vậy là nó quay theo chiều từ ngược lên. Chiều ngược lên là chiều này đây ha. Đây chiều này. Và cái vị trí cách nó là 3 mét và cái giá trị của nó là 2 kN.
kN nhân mét. Đây rồi chúng ta kiểm tra nha. Đây cái bài kết quả người ta làm cho chúng ta hai cái biểu đồ. Thì như tôi đã nói là gì ạ? Là trong trường hợp đối với cái biểu đồ thứ nhất là chúng ta nói về cái biểu đồ ở trên là moment mx nha ha. Như vậy là gì ạ? Nó còn phải xu hướng là cái moment á, làm sao đó là phải hướng lực. Như vậy là chúng ta quan sát xem ở đây chính là cái biểu đồ này là biểu đồ lực cắt này. Đúng không? Ta kiểm tra xem biểu đồ lực cắt này. Và ở dưới là biểu đồ moment. Như vậy là gì ạ? Ở đây là những cái biểu đồ moment của mình là phải có xu hướng là, nếu như mà bây giờ mình có thể tính á, thì chúng ta phải có xu hướng là nó phải hướng lực. Hướng lực lên ha. Nếu hướng lực lên thì mới đúng, tại vì quan điểm của trường mình là như vậy, nhưng còn phần mềm thì họ làm có thể làm ngược lại, nhưng còn mình là các bạn phải vẽ làm sao hướng lực ha. Như vậy là trong trường hợp đây là moment của chúng ta hoàn toàn chính xác ha các bạn. Đây. Trường hợp thứ hai là đối với lực cắt QI thì ở đây chúng ta thấy này. Là cái biểu đồ biểu diễn này hoàn toàn chính xác, nếu dương thì nằm ở phía trên và âm thì ở phía dưới ha. Hoàn toàn chính xác. Như vậy là với cái phần mềm này thì sẽ kiểm tra một cách là chính xác và rất là nhanh trong cái quá trình chúng ta thực hiện làm bài tập. Giả sử như trong cái bài toán này chúng ta có cái lực phân bố đều và hai bên này, rồi là cái hai cái gối cầu ở hai đầu, và đây chúng ta có hai cái lực nhưng mà hướng là hướng lên, hai lực tập trung P1 P2 hướng lên như thế này. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra xem là sau khi tính toán ra được thì chúng ta có cái biểu đồ làm lực cắt QI như thế này và moment uốn MX như thế này. Nhớ là phải hướng lực nha. Bây giờ chúng ta sử dụng phần mềm để kiểm tra nha các bạn. Cái bài này của chúng ta, cái mô đun của chúng ta là nó nằm ở đây, các bạn chọn ở đây ha, ta chọn bên này. Và chiều dài của dầm của chúng ta là 4m nha, các bạn chọn 4m. Và cái gối thì của nó là từ đây là giả sử tôi nhập đây là 4m đi ha. Và cái này là không, xem có đổi vị trí đâu nha. Đây nó tức là bây giờ là cái gối cầu này nó không có đổi vị trí được ha. Nhưng mà về lực theo trục X và trục Y thì không có gì thay đổi nhé các bạn. Rồi bây giờ tiếp theo là gì? Chúng ta thấy là lực phân bố đều từ 0 đến 1m này là giá trị của nó là 50. Ta chọn phân bố đều hướng xuống. À, từ 0 đến 1m này là 50. Đơn vị là kN trên m ha. Cái thằng thứ hai là cũng là phân bố đều từ 3m cho tới 4m nha. Hướng xuống ha. Từ 3m này cho tới 4m và giá trị cũng là 50 kN. Tiếp theo ta có hai lực tập trung P1 của ta là 200 kN nhé. Thì là hướng lên, các bạn nhập vào đây là cái vị trí của nó là 1m, thì ta nhập vào đây là 1m và 200 kN. Đơn vị của nó là kN. Đấy, lực thứ hai là của ta là lực P2, thì ở đây là của nó là hướng lên và là 100 kN ha. Hướng lên, đơn vị là cách đây là 3m và 100 kN. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra xem nhé, kiểm tra xem cái bài của chúng ta này. Như vậy đầu tiên chúng ta thấy này là cái moment cái lực cắt QI thì nó hoàn toàn chính xác so với cái cách tính của chúng ta. Nhưng và đối với biểu đồ moment như thầy nói là chúng ta phải vẽ cái hướng lực cái phần bề lõm á. Như vậy là gì ạ? Chúng ta phải đảo cái chiều nó lên, và đây chính là cái kết quả của chúng ta này nha các bạn. Đây chúng ta thấy này, đây hoàn toàn chính xác rồi với bài toán chúng ta làm. Trên thực tế thì đối với cái phần mềm này á, thì nó còn rất nhiều những cái option. Tôi lấy ví dụ nha, giả sử trong trường hợp là chúng ta chưa xích là cái phần mềm này các bạn thiết kế ha, phần mềm các bạn thiết kế thì ví dụ như bây giờ là gì ạ? Các bạn chọn giả sử như cái phần kết cấu thì các bạn tính như thế này. Chúng ta sẽ ra được một cái dầm. Ví dụ giả sử như thế này ha. Thấy ha, tôi lấy ví dụ thế nha. Thì ở đây là gì ạ? Đây chúng ta sẽ vẽ thiết kế được một cái dầm và chúng ta cho các lực vào, cho tải vào. Ví dụ như này thì nó sẽ tính cho chúng ta ha. Ví dụ tải ở đây là cái đây là giả sử ta cho là 200 chẳng hạn, ví dụ nha. Đây ha,
rồi chúng ta sẽ tính ra cho các bạn nha. Cái option thứ hai này là cái option bên này là thường thường là chúng ta sử dụng cái dạng là này á, thì nó có rất nhiều option ở trong đây thì cách lựa chọn nha, nhưng ở đây là thông thường là trong trường hợp này là chúng ta sử dụng cái siêu định vị các bạn, à dầm siêu tính nhá. Như thế này là gì, ở đây ví dụ như là giả sử tôi cho cái vị trí của nó là bao nhiêu đó, các bạn nhấp vào đây ha, là giả, vị trí giả sử 4m chẳng hạn, lấy ví dụ nha là 500 chẳng hạn, 500 thì các bạn cho các thông số tải thì nó sẽ tính ra bên này và các bạn nhập vào thì chúng ta sẽ tính toán được. Còn đối với trong trường hợp thứ ba này này, đây là chính là cái tính về cái xoắn của chúng ta ha. Thì ở đây á, không sao mà làm đồ án, khi mà chúng ta kiểm tra chúng ta có rất nhiều cái cách để mà chúng ta tính kiểm tra xem là cái động cơ qua cái hộp giảm tốc nó sẽ đi đầu ra nó là bao nhiêu, thì đến cái phần này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Và một cái phần tiếp theo của nó nữa đó chính là tính cái lực, ví dụ như ở đây là các cái lực này, giả sử như đây là cái lực mà xác định cái lực ngàm của chúng ta thì chúng ta ship cái trục mít me như thế này, chúng ta ship vào thì nó sẽ lực bao nhiêu ạ, thì nó sẽ tính ra cho ta các cái công thức. Ví dụ như bây giờ giả sử như chúng ta chọn cái trường hợp là cái lực của nó là 500 đi ha, rồi là chiều cao của nó, chiều cao của cái khối ship này là h này là 50 và chiều dài của nó là b là 10 và đơn vị của nó là mm ha. Và đây tôi cho cái khoảng cách từ tâm của cái vít me này đến cái khung này là giả sử tôi cho là 15 nha, 15. Sau đó là gì ạ? Chúng ta tính. Thì ở đây nó sẽ tính ra cho ta các thông số, ví dụ như là ứng suất này, rồi là ứng suất bền này, rồi các giá trị của ứng suất này, rồi là ở đây là cái gọi là cái diện tích của mặt cắt này, rồi là cái này là moment chống uốn này, à cái mặt cắt để mà chống uốn của nó đây ha, ví dụ giá trị y này, rồi s tính ra ha. Cái này thì là gì ạ, chúng ta sẽ tính ra được hết ha. Trong trường hợp nếu ví dụ bây giờ là gì ạ, chúng ta lựa chọn cái lực như thế này thì cái lực giả sử như cái trục của chúng ta là được ngàm cố định ở trong này, và ở đây các lực ví dụ như giả sử bây giờ tôi cho là cái giá trị của lực ở đây, à ở đây giả sử như hướng y cái lực trục x là giả sử như là 500 đúng không, trục y tôi cho là 200 và trục z tôi cho là 150, rồi đơn vị là kg newton và cái đường kính bên ngoài của nó, ví dụ như giả sử cho tôi cho đường kính bên ngoài của nó là 20 chẳng hạn, à đơn vị của nó là mm ha, 200 đi ha, 200, rồi là chiều dài cũng là mm, và đây là chúng ta ví dụ như là chúng ta cho là gì ạ, kilo megapascal được ha, giả sử tôi cho cái này là khoảng 100 đi ha, 100, rồi chúng ta tính thì nó cũng cho ta các cái giá trị ở dưới này nha các bạn, đó. Tiếp theo này nó còn có cái các cái module về uốn này, rồi các cái xác định lực ở trong cái mặt cắt này của chúng ta như thế này, thì đến cái bài nào á thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé các bạn. Hy vọng rằng là những cái phần mềm này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình mà kiểm tra cái bài toán về sức bền nha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.